Vẫn tại vườn Tân Phạm nha các bạn nha. Anh Tân vừa giao dịch về một cây, hai cây tiểu tiêu à? Một cây tiểu tiêu nhá. Đi nhanh vào đường xá cứ bập bà bập bềnh quá các bạn. Đây nha. Đây, một cây hoa tiểu tiêu ác quá. Thì tính xem đường kính được bao nhiêu. Gốc của anh bảo đường là kính đây. Có mỗi 20. Mà sao đây. Các anh cắt thấp thế? Chơi bonsai à? Bonsai. Cây này không chơi sống. Cây này thế bẻ bè cù ấy. Ui dồi ôi. Bẻ đã chưa? Cây tam đa năm thân. Đã chưa? Đấy. Cắn trâu chưa? Kinh thế, cây mồi đâu ra được cái cây này. Anh đo chính xác cho tôi xem cái vành bao nhiêu mà đã hắc về. Thì đây chiều cao đường kính đây đây. Vành được được hai tay bên kia đấy được mấy? Được 6 hay 70? 60. 60 vầy nó là 60 này. Cái này thì cũng phải tuổi đời đến khoảng 35 nữa nhỉ? Tiểu tiêu nó cũng 70 năm tuổi đời. Ông 70 năm tuổi đảng đấy. À 70 năm tuổi đảng đó. Ừ nhá. Vậy có nghĩa là mình đoán sai thì các bạn xem gần đấy nhá. Ông ấy có lương 70 năm tuổi đảng ở đây. Có lương 70 năm tuổi đảng rồi mà cái này 70 thì tôi chẳng biết là tôi đoán tầm 20 này. Gớm chưa? Nhưng mà gớm quá, đúng tiểu tiêu này. Mẹ lửng lồng lắm. Tôi để nguyên cả bóng ở đây, nhưng mà thôi các anh cắt đi rồi nè. Cho nó chơi bonsai sau này nó lại mầm rất là đẹp. Bonsai thôi. Cái này giống này rất khỏe. Bonsai cần cái sống đi. Nó là cái bóng mát mẹ. À. Bóng mát thì hay là sao? Đấy, bắt tay. Dạ đi. Cái này là anh Cảnh cũng đi bắt về và giao dịch lại với anh Tân. Vua một đơn đây. Đấy. Hai anh giao dịch lại cho nhau các bạn nha. Nhà còn giá cả hai anh báo lại không biết báo bao nhiêu mà anh Tân phải lên nhà anh Cảnh và mua lại. Cái này là cứ ấy á. Cứ anh này chỉ mẫu đơn thôi cho nên tiểu tiêu là anh tiểu tiêu mà anh này không cần không à. Tiểu tiêu. Tôi chỉ có cây hoa thơm thì cứ bảo là cứ bảo là nó hoa nó không đẹp bằng mẫu đơn. Phải nha. Trao đổi lại cho vì là anh Cảnh là anh chỉ thích mẫu đơn các bạn nha, anh là vua mẫu đơn mà nên là hoa tiểu tiêu thì anh lại nhượng lại cho anh Tân. Đấy, nhượng lại. Thì đấy cái giá nhượng lại thì hai anh không biết thế nào thì nhượng lại cứ 18 thôi. Tôi không biết 18 50 bao nhiêu thì tôi cứ quay lại để gửi anh nhá. Nhà thờ tiền tỷ. Rồi. Mua lại được của một ông đã có 70 tuổi đảng rồi, nó nhượng lại cho ông. Ông kia 50 chưa nhỉ? Ông Tân giờ 50 chưa nhỉ? Nhường cho ông 60 tuổi đời. 60 nhường cho 50 cứ quá quá, cây năm thân nhá các bạn nhá. Thần pháp rất là hay. Có khi đặt bỏ ở đây nha. Này đang tư vấn cắt rồi các bạn ạ. Hắn cầm cưa ra đây để cắt để cho anh Cảnh cắt luôn nha. À. Cái này giờ tổng thể nó cũng nó được mét nhỉ? Mét 2. À. Đo rồi, mét 2. Nên là anh cách nha, cắt hay là anh Tân giao dịch anh cắt luôn. À. Cắt luôn. Cắt được không có mà nhà chủ ở đây này. Tiểu tiêu nhá các bạn nhá, một cây hoa tiểu tiêu mà to như vậy nhá thì ông cụ có 70 tuổi đảng rồi, ông bảo là ông cấy từ nhỏ giờ. Bây giờ đã 70 tuổi đảng rồi thì các bạn xem đây này nhá. Cây này nó lẩy nhiều lắm, cắt là lẩy nên là anh Tân anh mới cắt được. Kéo được, loại này giòn lắm, tôi kéo nó đục ấy mà. Đây này. Giả rồi giòn lắm. Loại này tôi kéo được này, loại này thì lại đơn giản nó này lấy tay bẻ gấp về vặt vẫn sống. À. Làm sao cho nó bẻ này đang đau non nha, bẻ gấp xuống mai đều vẫn sống luôn. Nó sống thì nói gì nó bẻ cho nó kỹ thuật chứ còn không có cái bẻ. Đấy, mới đang làm được mấy tay đang cứ dần vẫn tiết thôi. Đây nha. Cho một tầng dưới. Xong có tầng 2, tầng giữa, tầng đỉnh, 3 tầng phân biệt. Cái hoa giấy rất là đẹp này. Đang được anh Tân điều chỉnh lại. Đây nha. Phần lũa này đã được anh Tân đánh làm rất là đẹp. Giả gỗ đây. Bên ngoài đây thì còn rất nhiều cây. Đặc biệt là có một cây dâm bụt đây. Có cái dáng cũng rất là đẹp. Cây dâm bụt này thì mình thường thường hay ghép màu vàng cam à vàng chanh vào. Ở trên nó có một cái lùm rất, cũng rất là hay. Bạn nào mà thích thì mua cây này về ghép. Chứ để nguyên bản thì hoa nó cũng không được sai hoa.
Cái này mà ghép màu vàng chanh này thì hết ý. Một cái sung rất hay. Sung này thì có giá 200.000 thôi cũng mua được tại vườn Tân Phạm nhé. 200.000 là có một tác phẩm sung đẹp như này. Còn rất nhiều tác phẩm. Đặc biệt là một cây hoa giấy trong vườn anh. Hoa giấy này có đường xoắn, đường chạy rất là đẹp. Anh đang báo với cái giá trên 30 triệu. Anh em nào thích thì cứ alo theo anh theo số điện thoại 0966 596 567. Quay vườn anh Tân nhiều nên mình cũng nhớ được số điện thoại của anh. Một cây mẫu đơn nhung, anh em cứ gọi là cây mẫu đơn tàu. Cây này thì có 2 triệu thôi, khoảng 2 triệu là cây mẫu đơn này ra đi thôi. Bóng tàn tự nhiên, hoa đang nở nhé. Từ giờ đến Tết thì hoa nó sẽ rất là sai. Đặc biệt cái dòng mẫu đơn nhung này thì nó chịu rét một tí, nên là khi vào rét thì hoa nó rất là nhiều và đậm. Si búp đỏ, cây này có giá 6 triệu thôi. 6 triệu cái phôi này thì cũng không phải là đắt. Các bạn ngắm lại lần nữa cây tiểu tiêu nhé. Một trong những dòng hoa rất là thơm, màu trắng. Cây cao khoảng 1m2. Bệ rất là to. Cây này hai anh vừa giao dịch xong, đang vào uống nước chè. Mình cũng quay lại để anh em nắm bắt được. Và cũng giờ Google ra xem cây tiểu tiêu là nó như thế nào. Cây này ngày trước ở mình rất nhiều nhưng bây giờ hiếm rồi, vào các vườn đại gia rồi, nổi u cục này nhá. Tuổi đời cái này cũng rất là cao, theo hai anh vừa giao dịch với nhau thì cũng nói là anh Cảnh mua được của một ông cụ năm nay đã 70 tuổi đảng rồi, ông cũng cấy từ nhỏ. Còn không biết có được không thì các bạn cũng đánh giá. Vì nó là cây hoa mà. Ba cây tùng tuyết nhé, mới cấy. Thỉnh thoảng có khách đến giao lưu này. Chúng tôi cũng có tí chút rượu bia mời khách nên là anh Tân cũng sắm một cây ớt Thủy Thiên. Rất là sai quả. Các giống lan. Mình cũng xin tạm dừng video ở đây để chuyển sang video tiếp theo.
Các bạn yêu mến kênh Trung Bonsai thì hãy nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Trung Bonsai được phát triển hơn nữa. Xin thân ái chào tạm biệt.